của Đàm Vĩnh Hưng đi, hoặc là một ca sĩ nào đó của Hoài Linh chẳng hạn, vô một cái fanpage mấy triệu người liên lạc á, thì mình chỉ cần vô đó mình lướt cái thì mình chạy cái phần mềm đó, phần mềm do viện đào tạo Bách Khoa sẵn có, thì nó sẽ lấy hết toàn bộ cơ sở dữ liệu của khách hàng, là gồm có họ tên nè, ngày sinh đó. Mình thấy là nó hay một cái điều là họ tên, ngày sinh và một số thông số như vậy á. Thì bây giờ ngày hôm nay mời các bạn thấy là nếu mà chúng ta tích hợp thẻ chip nữa thì cực kỳ sử dụng thần số học tích cực, là mình thấy chỉ cần một dạo đầu ban đầu là mình chỉ cần biết tên và ngày sinh là mình đã chiếm được mấy chục phần trăm, phải không? Thì cái phương pháp số 1 thì đó là phương pháp thần số học tích cực, định diện qua tên nè, rồi số điện thoại nè, ngày sinh nè, đúng không? Thì tôi nghĩ rằng là phương pháp này là chúng ta viện đào tạo Bách Khoa sẽ có một cái buổi chia sẻ rất là dài, và 9 buổi, tôi dự kiến là khoảng 9 buổi, thì cái này sẽ một số chuyên gia hoặc là thậm chí là tôi bạn Tiến Dũng, bạn Tiến Dũng cũng là một chuyên gia trong lĩnh vực thần số học này. Thì cái phương pháp đầu tiên là chúng ta sẽ nghiên cứu về phân tích về thần số học tích cực đấy, thì nó gồm có tên gọi nguyên âm nè, chỉ số nội tâm, chỉ số linh hồn, danh đồ, và năm bước tính tên gọi, chỉ số nhân cách, ví dụ như là tính chỉ số đường đời nè, để chúng ta có thể là tư vấn cho khách hàng là khi nào khởi công, đúng không? Đó thì còn số điện thoại, đúng không? Thì cái phương pháp đầu tiên đó là thần số học tích cực, ta có thể nghiên cứu thêm một chuyên đề này nữa, đó là phương pháp đầu tiên nha các bạn nha. Rồi chúng ta qua cái phương pháp thứ hai, tôi bữa nay là review thôi. Phương pháp số 2 thì đây cũng là một chuyên đề rất là hay, đó là phương pháp thứ hai là chúng ta nhận ra bốn phong cách mua hàng cơ bản của con người. Thì thí dụ như là chúng ta thấy là đây đây là chính là nghiên cứu về DISC, và DISC thì nó sẽ có cái loại D là loại nào. Thí dụ tôi chia chục tọa độ ra là cái khung là khép kín với bọc kịch, thì cái người này mà có tính chất thống trị á, thì là có khuynh hướng thống trị, nghĩa là cái gen chọi á thì nó thuộc nhóm D, là người loại nhóm D. Rồi người từ bọc trực với cởi mở thì anh ta có khuynh hướng là ảnh hưởng, cái cởi mở nó khéo léo thì có kiên định, và từ khéo léo khép kín thì anh ta có tính chất tuân thủ. Thì cái phong cách này chúng ta nghiên cứu DIC là cũng du nhập từ phương Tây. Thì ngày trước là các bạn thấy là tất cả những người CEO mà muốn sắp xếp nhân sự thì thường là nghiên cứu về DIC, và như vậy thì chúng ta có thể dùng cái này để chúng ta làm một cái công cụ để chúng ta chốt sale. Ví dụ như tôi nhìn thấy người đó này có vẻ là thống trị, đúng không ạ? Thì thích chinh phục thì mình có thể đưa những cái dự án mạo hiểm cho ta. Ví dụ như nhóm D chẳng hạn, là giống như là tính cách của ông Donald Trump nè. Còn nếu mà ở bọc trực và cởi mở tạm ảnh hưởng á, thì các bạn thấy là có thể Obama nè, là hoặc là Bill Clinton, ví dụ cái tính cách của những người đó đó, ôn hòa ví dụ vậy, thì chúng ta sẽ dùng cái DIC này chúng ta chốt sale. Còn riêng cái phần mà DIC này nè, các bạn học phải ít nhất cũng phải 6 tới 5 buổi, 6 4 6 buổi, thì cái này là phải có một chuyên đề khác. Có nghĩa là ngày hôm nay chính cái phương pháp đọc vị khách hàng để chốt sale ngành bất động sản này nè, tôi tổng hợp là gồm có 9 cái chuyên đề vào đây luôn, chúng ta có thời gian nghiên cứu. Thì như vậy thì mình là đi người để chúng ta đi thực chiến, thì chúng ta phải có cái cơ sở lý luận. À, những người nói là anh là lý thuyết cho nó không, bây giờ mình phải cơ sở lý luận trước, sau đó chúng ta mới đi ra thực chiến bán hàng. Thì bán hàng nó có hai trạng thái, một là anh bán được hàng, nếu anh ta áp dụng thành công về lý thuyết thì chúng ta có thể ra áp dụng bên ngoài. Trường phái thứ hai là bán không được hàng, thì cả hai trường phái bán được hàng và không bán được hàng thì chúng ta cũng sao ạ, cũng phải quay về. Đấy, đó là lý do tại sao mình bàn với một số cái CEO và tổng giám đốc của tập đoàn bất động sản là phải có cái ban đào tạo, có cái phòng đào tạo. Cái phòng đào tạo đó nó sẽ làm hai nhiệm vụ, một là nhiệm đạo vụ đào tạo nội bộ, có nghĩa là tất cả các chuyên gia, ví dụ như từ phó tổng với giám đốc kinh doanh mà có những thành tích về bất động sản, mà đặc biệt là tôi đào tạo trong Kim Quang và một số tập đoàn khác, thì tôi thấy là những cái người mà đào tạo thì nó lại chia thêm hai nhóm, một nhóm là giảng viên doanh nhân và là một giảng viên mà là nắm về cái nền tảng nhiều nhất, thì cái người mà thực chiến thì tôi gọi là giảng viên doanh nhân đó, thì người ta quay lại người ta chia sẻ. Rồi còn một trường hợp thứ hai mà nãy chúng ta nói là bán hàng thất bại, bán hàng thất bại thì cũng phải quay về. Thường á, là cái anh mà bán thành công anh ít khi nào anh quay lại anh nghiên cứu lắm, mà anh thất bại anh quay lại anh nghiên cứu, thì chúng phải tìm hiểu xem cái chúng ta thất bại chỗ nào.
và chúng ta dùng cái công cụ nào để phù hợp. Nhiều khi tôi nói ở DIC nhưng mà nhiều khi dùng thành số học trước, bây giờ thời buổi này người ta lại thích cái gì nữa nó ẩn ẩn hiện hiện, ví dụ vậy, thì chúng ta lại sử dụng nó là một cái chiêu nào đó để chúng ta chốt sale, đúng không? Rồi cái người mà thành công như vậy, chúng ta phải quay lại ngân hàng. Tôi lấy ví dụ như là người nào thành công đó, tại sao chúng ta chốt sale được, đúng không? Tôi lấy ví dụ như là một cái kinh nghiệm bán bất động sản của tôi nè, bây giờ nói lý thuyết làm gì, nói thực tế nè. Tôi lấy ví dụ những năm trước tôi bỏ ra 2 tỷ để tôi kinh doanh bất động sản, nhưng mà tôi ngồi tôi phân tích, nếu mà 2 tỷ thì tôi mua được cái chung cư thôi, tại vì tôi chọn cái phân khúc ở thành phố Hồ Chí Minh là chọn đầu tiên là chung cư. Các bạn biết tại sao chọn chung cư mà lúc trước đó, là mình nó nếu mà mình không có tiền thì mình sẽ chạy ra ngoài ngoại thành mình chơi đất nền. Lấy ví dụ như tôi thành công ở ở Bình Dương, nhưng mà tại sao tôi thành công là tôi sẽ phân tích được là như thế sẽ không anh chị ạ. Có nghĩa là bây giờ tôi có 2 tỷ, tôi nói trước cái phần lý do tại sao tôi có 2 tỷ, thì tôi có 2 tỷ rồi đi để tôi làm kinh doanh về chung cư. Nhưng mà nếu như bình thường một người nào đó kinh doanh chung cư đó, thì đặt cọc hoặc là lấy 2 tỷ đó mua một chung cư, đợi một trường hợp là đợi lên giá bán lại, ví dụ như chị Vi thích bán lại, chị Linh thích bán lại 2 tỷ 2 em sang tên, đúng không? Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là sao ạ? À? Mình mua cái nợ chung cư đó giả sử là 2 tỷ thì mình sao cho thuê lại 10 triệu, đúng không ạ? À? Cho thuê 10 triệu thì nghĩa là mình tính cái giá trị tiền hàng tháng chúng ta thu nhập 10 triệu, 2 tỷ 10 triệu, như vậy thì tính theo lãi suất ngân hàng mình vẫn lợi tỷ suất lợi nhuận cao hơn, thì cũng giờ là dạng đầu tư. Đó là nhiều cái trường hợp đầu tư. Tuy nhiên tôi có một trường hợp đầu tư như thế này, tôi cũng có nghiên cứu các cái lĩnh vực sale, nhưng mà mình xem lại là mình có lợi ích gì, mình có cái thế mạnh gì, thì an toàn có thế mạnh là đào tạo, đúng không? Thì dân quân quân sale tôi nhiều lắm, chỉ cần nói là một phát là sẽ có, đúng không? Thì tôi mới nói nè, bây giờ tôi đào tạo về sale bất động sản thì nãy giờ là tôi chia sẻ sale không, cái nào tôi trong cái giờ giải lao nó là các bạn bạn nào là sale nhiều nhất à, nói à, em Yến à, hiện tại là tôi đang hai vợ chồng em Yến với em Thành đó là hiện tại là cũng là một partner rất nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh tôi đầu tư. Thì bây giờ thầy muốn đầu tư với số vốn là 2 tỷ, nhưng mà tụi em á mua giùm thầy 10 lô, hiểu không bạn? Thay vì bạn bỏ 2 tỷ bạn mua một chung cư, thì tôi lấy 2 tỷ tôi mua 10 căn, 10 căn là tôi sẽ phân ra nhiều khu chứ không phải một khu quận 6 quận 8 không. Thì mỗi một căn là sao ạ? Đầu tiên thì đặt đặt cọc xong 10% là 200 triệu, 200 triệu đủ không? 2 tỷ. Nhưng với điều kiện trong 3 tháng tới 6 tháng hai vợ chồng em, đúng không? Thầy đã chọn hai vợ chồng em phải bán lại căn này, có nghĩa là bán lại quyền mua chung cư khoảng 300 tới 400 cho tụi em 3%. Thường là chính sách là từ 1 tới 3%, đúng không? Cho 3%. Thì á con vợ không chịu, thằng chồng thì chịu, tại vì thằng chồng là nhóm nhóm đi này mình đang tới tới DIC đúng không ạ? Còn nhỏ kia là nó nhóm là nhóm nhóm C, nghĩa là nó tuân thủ, nghĩa là nó nói mà một cái dự án này thì phải cả năm lần anh ơi, cả năm lần thầy ơi thì mới làm được cái tỷ suất lợi nhuận như vậy. Nhưng mà cái bạn Thành đó đã nói không, trong vòng 6 tháng bạn, thậm chí em nói thầy là 6 tháng nhưng mà thậm chí có thể tuần sau em bán được luôn, bạn hiểu không? Thế là tôi lấy tôi xoay thì cái tỷ suất lợi nhuận được cao từ 200 biến lên 300, thậm chí 300 thôi tôi cũng bán rồi chứ không phải là 400. Thì cái tỷ suất lợi nhuận tôi bỏ ra tôi xoay đều thì với 2 tỷ đó tôi xoay 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 tôi có 10 căn, hiểu nào? Thì tỷ suất lợi nhuận tôi rất cao. Khi mà các cái dự án này nó sẽ so lên dự án kia, thì tôi lấy dự án này xong nó hoàn công lấy sổ đỏ xong, đúng không ạ? Nó lấy chứng nhận cái quyền sử dụng của căn hộ đó, thì chúng ta lấy đó chúng ta dùng đòn bẩy ngân hàng, ok? Thì chúng ta dùng 2 tỷ. Tuy nhiên là tôi không sử dụng tới cái chiêu là đòn bẩy tài chính là của ngân hàng, là tại vì cái lượng tiền mặt mà mình có, thay vì mình nói 2 tỷ nhưng mà khi khi mình thấy hiệu quả là mình xoay vòng và mình lấy dòng tiền kia bỏ vào, chị hiểu không? Thì mình phải nắm được cái DIC để chúng ta hiểu được là cái đồng chí đó, đó là nhóm đi là chơi luôn, em là chiếm lĩnh phong cách, em là thống trị, em thích đi đấy. Thì đó là mình phải dựa vào cái thế của mình là gì, mình có được cái network, chúng ta có một cái hệ sinh thái đó. Thì đó là cái trường hợp của tôi. Như vậy thì bạn suy ra nãy giờ tôi thấy là ví dụ như bạn Vi chẳng hạn đấy, bạn Vi chọn cái ngành đào tạo chẳng hạn,
thì sau này là các bạn sẽ có network rất lớn đấy. Thì chúng ta là vừa là gì, vừa là tôi nói về việc đào tạo, tôi làm ba cái đầu dòng đấy. Thứ nhất là tôi đi đào tạo, nhưng mà đào tạo là tôi nhắm sâu vào các CEO, tại CEO là có nỗi đau và CEO là người mới có tiền trả cho mình, và CEO là có cái dự án thơm, có kèo thơm thì mình đi theo. Mình chỉ cần đi 10 đến 20% là mình có 10 cái, của 10 cái là mình có một cái tính theo thiết tương đối nha. Mình không có tính tài chính ở đây, nhưng mà tính tương đối mình có 10 thằng là coi như mình có được một thằng, thay vì là phải gì mình ngồi đó hết 100% để mình quản lý cái doanh nghiệp của mình, thì mình chỉ cần là 90 đó nó nuôi 10% của mình là ok đó. Nên là cái suất đầu tư của tôi định hình ra là đầu tư thấp nhất là 10%, cao nhất là 20% hết, không có bao nhiêu quá. Ví dụ như sau này mình có làm cái gì đó là làm một cái deal khác thì mình phải nắm chủ tịch khác, ví dụ như là viện đào tạo hoặc là Bách Khoa Group thì tôi phải là 75%, tôi nắm rồi tôi quyết luôn nha. Rồi đó, đó là chúng ta phương pháp thứ hai. Rồi phương pháp thứ ba, phương pháp thứ ba là chúng ta dùng cái cửa sổ John Henry để chúng ta nghiên cứu về nghề bất động sản. Thì cái này cũng là một cái phương pháp rất hay. Nếu bạn nào học trong tâm lý học thì cái nhà tâm lý học John Henry này á, ổng chia ra bốn cái cửa sổ. Cái này nếu có điều kiện thì mình làm một cái chuyên đề khác nữa đó các bạn, là chuyên đề khác để chúng ta có thể chăm sóc khách hàng và chốt sale. Thì chia cái cửa sổ đó ra thành bốn cái cửa sổ, đó là cửa sổ là có những nhóm người thiên về hành động nè, những nhóm người thiên về suy nghĩ thinking, những người chuyên về cảm xúc và những người thiên về tương lai đấy. Thì chúng ta thấy tổ hợp bốn người này lại thì có 13 loại người, 13 loại người. Thí dụ như là người làm vừa lòng người khác nè, thí dụ như tôi là người này nè, thích làm vừa lòng người khác nè, nhất là những cái cô gái đẹp đúng không ạ. Ai mà thích muốn cho tôi làm vừa lòng thì tôi làm vừa lòng hết à. Ví dụ vậy à, để nhiều khi nói mà không có hoa vô một cái trò gì đó thì các bạn sẽ ngủ mất tiêu đấy. Cái này cũng là một cái phương pháp rất hay. Ví dụ như mình quan trọng nhất các cái phương pháp, đây là phương pháp thứ ba, quan trọng nhất các bạn vẫn là chọn điểm rơi. Thí dụ như tôi làm sao mà tôi phải chọn đúng cái chị Vi hoặc là chị Linh hoặc là anh Thương, là người là mình phải đoán được anh ta là người có cảm xúc hay là thiên về tương lai. Ví dụ như Thương là tôi đoán về tương lai, là luôn luôn lúc nào cũng là suy nghĩ nhanh gọn lẹ, và tương lai mình làm gì làm gì làm gì lẹ lẹ hết cái này buông này chụp kia lên chụp kia để chi, để chúng ta có nhiều dự án đúng không, chúng ta có nhiều kèo thơm ví dụ vậy. Thì chúng ta phải tổng hợp lại tất cả các cái tool nha, tôi gọi là cái công cụ phương pháp này là cái tool. Thì thần số học là một cái góc cạnh khác rồi, bạn có nhìn theo DLC là một góc cạnh khác, bạn nhìn theo cửa sổ Johari một góc cạnh khác, thì bạn có nghĩa là kiểm tra chéo lẫn nhau, giống như mình có thằng chồng vậy đó, thấy không, cái thằng tài xế mà nó đi á. Bởi vì lý do tại sao tôi không có tài xế là gì đó, là thằng tài xế nó nhận hai lương, một là nó nhận hai lương của viện đào tạo Bách Khoa, hai là sao, nó nhận lương của bà vợ đúng không. Nên là bạn thấy là mình phải kiểm tra chéo, mà thậm chí là ổng đi chỗ nào đối diện viện đào tạo Bách Khoa là có quán cà phê, thì cái thằng chủ quán cà phê đó cũng là vệ tinh của mình luôn à, mình sẽ kiểm tra chéo của cái thằng mà tài xế nó có thông đồng dân toàn hay không đúng không. Nhiều khi ông đậu ở khách sạn New World cho ông đi qua nhà nghỉ 231 sao, ví dụ vậy đó. Mình phải có nhiều phương pháp đó, đó là lý do tại sao tôi chia sẻ bạn nhiều phương pháp. Rồi hello các bạn, còn thức không hay ngủ rồi, còn đúng không? Rồi Vẫn còn anh ơi. bạn còn đúng không à, giống như bác Hồ lâu lâu nói là tôi nói đồng bào có nghe rõ không đó. Giờ tôi sẽ sửa lại là các bạn còn thức không à. Rồi cái phương pháp thứ tư này là phương pháp kinh nghiệm chính xác là của tôi luôn á, đó là tôi trải nghiệm từ, tôi lấy tôi gọi tạm gọi đây là triết lý phương Đông. Mà bạn biết đó là cái này là tôi đối chiếu giống như cái phim Tây Du Ký á, mà biết Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân đúng không ạ. Thì cây Tây Du Ký rất là hay à, đó là cho chúng ta trải nghiệm. Thì DIC là bốn thầy trò đường tăng, chúng ta bỏ qua cái con bạch mã nha, tại vì bạch mã nó không có vai trò, nhưng nó chỉ có biết cưỡi dòng đường tăng đi thôi. Bốn loại người đó thì cái ông mà à, cái ông mà tề thiên á thì lúc nào cũng giỏi đúng không ạ à, trung thực hơn chúng là trung thành, nhưng mà ông đường tăng là ông không có biết con khỉ khô gì đó, đó là ông trung ương đảng, thấy không, nó là định hướng thôi đúng không, ông đó là định hướng, sếp là định hướng, mày làm sai là sao tao đọc thần chú thôi à. Nhưng mà cái ông mà là qua cái trung ương đảng là còn dòng kim cương đúng không, là cái tôi tạm gọi như vậy đó. Còn hàng chư Bát Giới á,
là cái thằng là đủ thứ đó, là tham ăn là đương nhiên rồi, thứ hai là thích gái đúng không, nhiều khi thích tiền đủ thứ trời đúng không, thì đó là cũng có cho một con người chúng ta. Còn cái ông Satan là ông gì, Satan thì sư phụ nó, ô sư phụ nói đúng quá, ô đại sư huynh nói đúng quá, nhi sư huynh nói đúng quá, đó là thằng phải đúng không. Cái thằng sư tăng là tối ngày nó chỉ có khuôn giác và nó không có chính kiến, thằng nào nói đúng đúng là nó đi theo à. Đó. Thì tương ứng như vậy thì nó là mình nói câu chuyện vui vậy, thì tôi ngồi tôi suy nghĩ là mình phải có cái này, là do nhiều năm trước tôi làm trong ngành công nghệ thông tin viễn thông đó, thì tôi mới thấy phát hiện ra là mình phải có phân loại khách hàng ra. Thì ngày trước đó, tôi phân loại khách hàng là khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài. Tuy nhiên cái đó là ngày xưa rồi, bây giờ mình phải đón được khách hàng, có nghĩa là mình phải face to face, không cần biết đó là nội bộ hay là bên ngoài. Thậm chí bây giờ nè các bạn, thì hiện tại bây giờ nè, bạn Vi cũng có thể là khách hàng nội bộ mà cũng có thể là khách hàng bên ngoài. Tôi lấy ví dụ như bây giờ bạn 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 Vi đi, bạn Vi đang nghiên cứu về thằng số học đúng không ạ, bạn sẽ chia sẻ về thằng số học cho một số cái đối tác nào đó, nhưng mà đang chia sẻ tôi về chốt sale là tại vì ông Toàn là ông tổng hợp, ông Toàn tổng hợp các cái chính sách sale. Thì tới một giai đoạn nào đó cái chị Vi này là chỉ tư vấn cho một cái tập đoàn nào đó về thằng số học để xem cái ngày ký hợp đồng rồi đối tác tên gì đó vân vân. Nhưng mà cái đối tác của chị Vi đó là lại cần về quản trị tài chính, thì lập tức ra thì chị Vi đó sẽ trở thành khách hàng nội bộ của tôi. Các bạn hiểu không? Đó là lý do tại sao trong chương trình đào tạo quyền đào tạo Bách Khoa đó, mình sẽ có những chương trình định hướng nghề nghiệp, hướng nghiệp, có chương trình khởi nghiệp và có những chương trình cho CEO. Cái hướng nghiệp đó là tôi sẽ sắp tới tôi có một cái chương trình là school tour, có nghĩa là đi tất cả trường đại học để mình hướng nghiệp cho tất cả các bạn, hướng nghiệp để chọn nghề, tuy nhiên là miễn phí, nhưng mà tôi lấy tiền từ đâu, lấy tiền từ nhà tài trợ. Thì cái người mà là chuẩn bị lớp 9, 11, 12 á là thấy tôi rồi chia sẻ rồi, rồi sau đó lên là sinh viên rồi, sau đó ra trường thì khách hàng đó sẽ đi làm sẽ nhớ tới ông cái chị Thanh Long Toàn. Tới giai đoạn nào đó thì ông cần ông lên học tôi, hoặc là cần một thời gian nào đó ông trở thành CEO. Tới giai đoạn nào đó ông phải phó giám đốc hoặc là giám đốc, thì ông nói à mình phải đưa về cho nội bộ, quản lý nội bộ mình chứ, đào tạo nội bộ, thì ông lại có thể mời mình về đào tạo. Đó là gì ạ? Cái đó là chúng ta làm sao gọi theo một sách là năng động kim cương ta gieo hạt, nhưng thực tế đó là gì, đó là chúng ta còn có một chiến lược kinh doanh à. Đó thì đó là, thì qua quá trình đó tôi nói sau một tí xíu như vậy, thì chúng ta thấy rằng đó là gì, đó là chiến lược để chúng ta phân tích khách hàng. Thì sau một thời gian tôi thấy là phân tích về khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài, tôi thấy bây giờ là không biên giới nữa, tại vì thời gian 4.0 như vậy thì mình phải phân loại được khách hàng làm sao face to face. DIC thì phương Tây nó đã có cái DIC là bốn nhóm người rồi, thì mình phải chọn được nhóm người nào đó để mình chốt sale. Quan trọng nhất là mình chọn đúng điểm rơi, làm sao mình phân tích được khách hàng này là hay là khách hàng kia. Thì từ đó tôi mới có một cái giải pháp tiếp theo, cái phương pháp tiếp theo đó là chia ra 11 loại khách hàng, và đó là trải nghiệm phương Đông. Tại vì mình gọi là phương Đông để mình tránh cái trường hợp là nói là phương pháp này của tôi, nhưng thực chất là của tôi, chứ để coi chúng ta PR bên ngoài thì cái những cái diễn giả khác nó thấy nó là ông này là ông chiêm nghiệm ra, ông có cái tôi quá lớn. Nhưng mà tôi sử dụng phương Đông là vậy đó bạn, có nghĩa là phương Đông là mình là người phương Đông mà, đây là phương Đông, nên là tôi viết ở bên ngoài hay là tôi PR bằng video clip thì tôi đây là trải nghiệm phương Đông, nhưng thực chất đó là trải nghiệm của tôi. Thì đầu tiên nhất đó là khách hàng có vẻ trầm tư, cái này thì chắc phải học trong chiến lược chăm sóc khách hàng thì nó mới rõ được. Thì trầm tư thì mình phải có một thái độ là chuyên nghiệp. Tại vì ông sao, tại sao trầm tư bạn, tại vì bạn lo âu, khách hàng còn lo âu không biết cái ông Toàn đó, ông bán cái giá này có đúng không ta đúng không? Thì mình phải chuyên nghiệp à, nhất là trong ngành bất động sản và là cái ngành mà bất động sản chúng ta và ngành bảo hiểm chẳng hạn, thì bạn phải thể hiện mình là chuyên nghiệp. Giống như cái ngành đào tạo á, mình phải là chuyên nghiệp, nếu mà không chuyên nghiệp á, thì mình là nghề là gọi là nghề mà sử dụng ba tấc lưỡi mà, là số 3 đúng không, đúng không, số 3 và số 7 đúng không cô ơi? Đó, số 7 chúng ta chuyên nghiệp Đúng à, rồi chạy đó. đâu à, đúng không, là số 7 không, Số 3 với số 7 kết ok hợp á. thì chúng ta đúng Dạ. rồi, số 3 số 7 kết hợp đúng rồi, số 7 là thiên hướng về nghiên cứu đúng không, số 3 là dùng ba tấc lưỡi đúng không. Đó là nói về thằng số học nha bạn, này chuyên đề này chúng ta sẽ nghiên cứu sau. Rồi cái loại khách hàng thứ hai đó là khách hàng chủ động, thì chúng ta phải cởi mở, khách hàng đa nghi thì chúng ta phải tự tin,
khách hàng lịch sự ha, giống như bạn thương vậy đó, thì phải chân thành. Khách hàng mà phóng khoáng thì phải nhanh chóng, nghĩa là chúng ta chốt sale liền đó. Mà giống như cái bạn gái đó, là thấy phóng khoáng quá là phải cưới lập tức, nếu không là nó đổi ý, không, nhanh chóng cưới ngay đúng không? Rồi khách hàng kỹ tính là chúng ta phải kiên trì, khách hàng hách dịch thì chúng ta phải nhún nhường, khách hàng nhút nhát thì chúng ta phải ân cần, khách hàng nóng tính thì chúng ta phải khéo léo, khách hàng thứ 10 là thờ ơ thì chúng ta phải gây chú ý đúng không? Ví dụ như là vô lớp học cô Vi đang dạy á, chuẩn bị mở bài lên, mở ra quăng cái dép bên trái, tụi em sợ chưa? Là tự nhiên là sinh viên nó sợ, quăng bên trái, chọi bên phải, cho em sợ chưa? Chưa, giờ em sợ rồi. Chưa sợ đâu, cái môn thần số học còn sợ nữa, tại vì nó khó lắm. Ví dụ vậy đó, thì chúng ta phải gây chú ý đúng không? Lâu lâu chúng ta phải đập bàn, chúng ta gây chú ý. Rồi cái loại thứ 11 đó là khách hàng do dự, thì chúng ta phải có chính sách là biết họ, biết họ luôn. Tôi lấy ví dụ, bạn gọi là thường là bạn nói anh ơi tuần này rảnh không anh, thì thường là khách hàng nó nói là không rảnh, nên là bạn phải, cái này là kỹ thuật đặt câu hỏi luôn, tuần sau thứ ba hay thứ năm anh rảnh. Thì thường thường đó là gì, khách hàng mà hỏi là anh ơi anh đẹp trai quá, yes, anh ơi anh có duyên quá, yes, là lần sau là anh ơi chốt sale nha, là yes. Có nghĩa là mình cho khách hàng yes 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 là cuối cùng là sẽ yes, anh chị hiểu không? Chứ bạn hỏi nó anh ơi tuần sau rảnh không, đương nhiên là không, tại vì ai cũng có việc đó, đó. Nên là bạn đặt câu hỏi là kỹ năng đặt câu hỏi. Nên là tôi đang giải thích cho cái khách hàng thứ 11 á, là khách hàng do dự á. Khách hàng do dự là anh ta do dự là sản phẩm một, sản phẩm hai không biết chốt nào đúng không? Giống như anh ta quen hai cô gái thứ nhất với cô gái là mình, thì mình phải quyết họ rảnh luôn đúng không ạ? Thì mình phải đặt câu hỏi là thứ ba hay thứ năm anh rảnh, thì thường là nói thứ năm. Tại sao tôi không nói thứ hai các bạn? Thường tôi tránh thứ hai và thứ sáu, tại vì thứ hai là thường giao ban, thứ sáu và dân sale cũng thường tổng kết, còn thứ bảy là dành cho doanh nhân, sáng uống cà phê, chủ nhật là dành cho gia đình, nên mình chọn là chọn thứ ba hoặc thứ năm. Còn nếu nó nói không không có thì nó thường nói ơ, em ơi thứ tư được đó em, thì là mình chốt sale thứ tư, anh hiểu không? Có nghĩa là vậy là chúng ta quyết khách hàng rồi, đó là phương pháp thứ ba thứ tư. Rồi tôi chia sẻ tiếp cái phương pháp thứ năm giúp chúng ta đột phá doanh số bán hàng, thì phương pháp này rất là đơn giản, đó là chúng ta làm chủ thái độ. Thái độ của mình như thế nào thì người khác sẽ ok như thế đó. Và chúng ta có mục tiêu bán hàng, thái độ chúng ta làm chủ thái độ, và chúng ta có mục tiêu bán hàng rõ ràng. Tôi có một cái công thức 2 3 5 7, có nghĩa là sao? Có nghĩa là bạn, nếu bạn muốn 10 khách hàng, bạn muốn chốt sale 10 khách hàng thì bạn phải đi gặp 100 khách hàng. Nếu mà bạn muốn được 20 khách hàng thì bạn phải gặp 200 khách hàng. Có nghĩa là tỷ lệ chốt là phải 10%. Từ 10% đó đó bạn chốt còn lại 2%. 2%. Có nghĩa là bạn muốn trong tháng này chúng ta đạt được 10 khách hàng thì trong dự tiến bạn phải tiếp xúc 100 khách hàng, tại vì 10%. Thì 100 khách hàng vậy một tuần, một tháng là có bao nhiêu? Là 4 4 tuần. Thì thứ hai là thường chúng ta không có đi sale nhiều, thường thứ hai là có một nơi, một số nơi đó là nó bán hàng, nó họp giao ban buổi sáng và buổi chiều đúng không ạ? Thì chúng ta coi như một tuần là chúng ta chỉ có 6 ngày đúng không, hoặc là thứ hai là chúng ta để đặt nền móng cuộc hẹn cho bữa thứ ba. Đó là lý do là sao nãy tôi đặt là thứ thứ ba hay là thứ năm anh rảnh đúng không. Nhưng mà bây giờ là bất động sản chúng ta bán là bán thường là cuối tuần đó, mà dẫn đi xem khách hàng tùy nha, tùy dự án. Nhưng mà tôi nói chung về cái sale á, thì thứ hai là cái thứ mà mình để mình sao mình nghiên cứu thị trường, và mình có thể gửi mail rồi nhắn tin Zalo chat ship bài bài đó, thường là người ta phải họp. Và thường là thứ ba trở đi thì chúng ta mới chốt kèo, thì chúng ta phải suy nghĩ nè, để gặp được 100 thằng khách hàng thì sáng thứ ba chúng ta phải làm gì, chiều thứ ba chúng ta làm gì. Tôi có một thói quen, ngày xưa tôi cũng là dẫn sale các bạn, tôi là best seller đó, chẳng phải giỡn rồi nha. Đấy, nên là tôi mới đúc kết được kinh nghiệm. Thường là kinh nghiệm cho thấy là sao, tôi hẹn khách hàng á, là đặc điểm của tôi là hẹn quán cà phê, không bao giờ hẹn văn phòng. Lý do hẹn văn phòng thì bạn có vẻ như là formal quá, có nghĩa là một cái truyền thống quá, người ta vô văn phòng mà là người ta căng thẳng. Thường quán cà phê là ơi đi cà phê chơi thôi mà, đâu có chốt sale gì đây đâu đúng không ạ?
Ví dụ như tôi tính là sáng là khách hàng nó quan trọng, thì ăn sáng là mình hẹn từ 7 giờ hoặc 7 giờ rưỡi, thì khoảng 9 giờ là xong cái cuộc đó. Sau đó là người thứ hai tới người thứ ba, thường là buổi sáng bạn phải hẹn được ít nhất là ba cuộc hẹn, buổi chiều ba cuộc hẹn. Thì giải pháp chúng ta là sao? Giải pháp của tôi là sao? Tôi hẹn khách hàng là tôi hẹn đúng quán cà phê đó, tôi hẹn một quán cà phê và ba khách hàng, khung giờ 7 giờ rưỡi tới 9 giờ, thằng kia 9 giờ tới 10 giờ, thằng kia 11 giờ tới 12 giờ, xong. Bạn hiểu ý đó không? Thì chúng ta đỡ di đấy, hoặc là chúng ta hẹn được ở như thì đó là tôi đang nói tới thái độ. Thái độ của bạn á, ồ internet có bị mắc không ạ? Không mắc đúng không? Rồi thì thái độ của mình là tích cực, thì mình có mục tiêu rõ ràng. Thì ở trong đây cái mục tiêu của mình đó, thì nếu mà bạn nào học trong ngành quản trị kinh doanh á, có một cái phương pháp gọi là SMART goal á. SMART goal thì có một số diễn giả chia sẻ đó, thì chữ SMART là chữ S á, là specific á, nghĩa là chúng ta mục tiêu phải cụ thể. Tôi lấy ví dụ như là 10 khách hàng thì anh chị phải xác định là mình 10% thì phải có 100 thằng. Còn nếu mà mình chốt được 20% thì quá quá cao đúng không các bạn? Có nghĩa là tôi đang tính cái mức trung bình mà cho phép là 10%. Đấy, midterm 10%. Đấy. Và nếu mà đạt được cái số 20 thì quá tốt, thậm chí 30 hoặc 50 bạn chốt xem 90% thì quá tốt. Đúng không? Thì đó không có gì để nói, nhưng mà thường là chúng ta phải tính cái mức trung bình là khoảng 10%. Đó là mình phải có số liệu cụ thể, specific. Thứ hai, chữ M là measurable, nghĩa là phải đo lường được. Chữ A là achievable, có nghĩa là chúng ta phải thực hiện được. Và realistic có nghĩa là phải thực tế. Và T là time bound, là phải có thời gian xác định trong một tháng và trong một tuần em phải có và chắc bao nhiêu. Thì nãy giờ tôi đang phân tích cái phương pháp thứ năm, đó là làm chủ thái độ và mục tiêu bán hàng. Thì cái này cũng là một chuyên đề. Đấy, đối với tôi là chia sẻ với bạn là cái nào cũng là một chuyên đề hết. Thứ sáu, phương pháp thứ sáu là tìm kiếm khách hàng. Tìm kiếm khách hàng thì bạn biết á, ngày xưa đó nha, tìm kiếm cái này đúng không? Thì trước khi ngày xưa tôi làm ngành viễn thông mà, trước khi tôi mở một trạm viễn thông là hồi xưa là tôi mở qua internet ADSL, không biết bạn nào biết ADSL không? À, thì để mở một dịch vụ đó đó, giống như bây giờ mình nói về bất động sản đi, tôi muốn đầu tư ở Vũng Tàu thì tôi phải biết ở dưới Vũng Tàu là có bao nhiêu huyện đúng không, chủ tịch thư lợn nào, cái nền kinh tế đó đó chủ yếu là cái gì đúng không. Thí dụ như là ở Kiên Giang, thậm chí tôi nói các bạn ở Kiên Giang anh ơi, ở đây là kinh tế chủ yếu là đây là vùng biên, đối bạn vùng biên nền kinh tế là gì, chủ yếu là biên, là biên giới, là buôn lậu. Thì tôi thường gọi là à, em ơi ở đây có đặc sản là gì đúng không, mà dân số là bao nhiêu, có bao nhiêu, có bao nhiêu quán nhỏ, cà phê. Nói đùa đó là chúng ta phân tích về nghiên cứu thị trường, đó là chúng ta nghiên cứu thị trường. Để tôi nói nhanh một tí xíu để cho bạn thấy là để mở một dự án bất động sản không phải tự nhiên đùng 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 giáp tiền đi mua đâu nha, ta chủ là ta khôn lắm. Để tôi nói cho các bạn biết là để chúng ta làm như thế nào. Rồi thì ngày xưa mà để nghiên cứu thị trường đó thì bạn phải, thường là tôi thuê sinh viên, tôi thuê sinh viên thì một sinh viên một ngày thì khoảng 80 50 trăm gì đó tôi quên rồi, nhưng mà muốn thuê được sinh viên thì bạn phải có bảo bản checklist câu hỏi. Checklist câu hỏi thì bạn đặt ngân hàng câu hỏi là anh tên là Nguyễn Văn Tèo, anh ở nhà gì đó, anh nguồn thu nhập là nhiêu, anh có bao nhiêu vợ bao nhiêu đứa con này, vâng. Thì đó là bản checklist câu hỏi. Sau đó dùng cái bản đó đó, tôi nói cái phương pháp chung nha, cái này là nghiên cứu khoa học nó cũng làm luôn đó, những người nào làm luận văn thạc sĩ tiến sĩ cũng làm như vậy luôn. Thu thập lại khoảng 1.000 mẫu hoặc 2.000 mẫu, thậm chí nhiều ngàn mẫu, 5.000 mẫu chẳng hạn, nhưng mà tùy. À, thường là tôi lấy 1.000 mẫu là đủ rồi, 1.000 mẫu tới 5.000 mẫu, thì bạn mới dùng cái định lý sa nông. Nếu mà bạn nào học kinh tế á, phải dùng phần mềm MATLAB để chúng ta phân tích ra cái hệ số EZ, các bạn hiểu không? Cái này chắc không hiểu đúng không? Để chúng ta phải phân tích được là thị trường ở đó, nếu mà nói đúng bài á nha, là phải nghiên cứu thị trường rồi, phải vậy đó. Tuy nhiên ngày hôm nay không cần, bạn phải tốn chi phí, bạn phải tốn phần mềm phân tích đúng không, phần mềm tôi có luôn. Tuy nhiên ngày hôm nay không cần, để tôi đang nói cái ý cái phương pháp thứ sáu nè. Cái phương pháp đó là phương pháp đang nói là phương pháp tìm kiếm khách hàng.
Thì ngày hôm nay không cần. Không cần là sao? Ngày hôm nay chúng ta có gì bạn? Có Google. Ngày hôm nay chúng ta có gì? Có Facebook. Ngày hôm nay chúng ta có gì? Có YouTube. Chúng ta chỉ cần ba cái công cụ đó. Thậm chí chỉ cần hai công cụ đó là tôi có thể nghiên cứu thị trường ngồi tại nhà luôn. Tôi biết ở Bà Rịa Vũng Tàu có gì luôn. Thầy với bạn luôn. Đó là gì? Trong Google á, nó có Google AdWords. Đúng không ạ? Trong Google nó có gì? Trend. Mà đặc biệt Google nó có gì bạn? Miễn phí. Bạn không phải thuê sinh viên. Đúng không ạ? Thì thí dụ như tôi nói tôi là dân Bà Rịa Vũng Tàu đi. Tôi lấy ví dụ. À, hôm nay là tôi ở Bà Rịa Vũng Tàu. Tôi muốn mua cái máy tính. Tôi muốn mua cái đất nền. Tôi muốn mua cái chung cư. Tôi muốn mua cái biệt thự ven biển. Tôi muốn mua gì tôi lên Google tôi search đúng không bạn? Đúng không? Cái đó gọi là khách hàng tìm kiếm theo từ khóa thụ động. Cái này là nó chuyên về marketing online. Các bạn may mắn là tại vì tôi là chuyên ngành công nghệ thông tin luôn nên là tôi gắn giữa công nghệ thông tin và quản trị kinh doanh và marketing. Thì cái người mà tìm kiếm đó người ta sẽ lên, người ta sẽ thì thằng Google nó hay lắm, nó thông minh lắm. Bạn phải hiểu như thế này. Ngày trước có một số người lớn nói với mình là mình muốn phát triển thì mình phải cho đi. Mình phải cho người ta gì đó, đúng không Vy? Muốn cái gì đó phải cho đi. Thường thì ngày xưa tôi cũng như các bạn khi mà tôi còn trẻ, mặc dù bây giờ tôi chưa có già, thì tôi nói là ông nội này á, ông triết lý, ai mà cho đi mà còn mãi, ai mà cho đi mà ta trở thành tỷ phú. Nhưng sau đó tôi nghiên cứu về marketing online, tôi nói đúng, cho đi là chúng ta giàu. Lý do nó hay lắm các bạn, nó không hay sao nó trở thành tỷ phú, đúng không? Bạn thấy Google nó cho thứ nhất là Gmail, nó cho Google Maps, nó cho gì nó cũng cho, nhưng mà nó lấy lại cái gì nó mới làm giàu chứ. Thì nó lấy là gì? Database, cơ sở dữ liệu. Ví dụ sáng nay em toàn lên mạng sạc là gì? Ăn sáng ở đâu quận nhất ngon Ether, đúng không? Ăn sáng ở đâu ngon quận Ether, đúng không? Ngày trước đó bạn thường vậy tại vì mình chưa biết, thì nó sẽ là một cái cỗ máy tập hợp vô, giống như bất động sản cũng vậy. Thì nó sẽ có từ khóa, nó có trend. Nếu bạn biết cái công cụ này, nếu có thời gian tôi sẽ chia sẻ, thì bạn ngồi ở nhà bạn phân tích từ khóa không là bạn đã hiểu. Giống như tôi mà gặp cái công ty câu lạc bộ bất động sản đó, nó đặt hàng cho tôi để mà đào tạo đó, thì tôi chỉ cần ngồi nhà tôi nghiên cứu là tôi biết liền là hiện tại thị trường đang cần những chuyên đề gì, bạn hiểu không? Đấy, thì đó là cái công cụ Google Trend, Google Ads, và chúng ta phải cộng với một số tư duy. Công nghệ nó chỉ là cái tool, giống như xe hơi, nó chỉ là cái phương tiện đưa cho tôi đi đến gặp cô Linh xinh đẹp thôi, chứ nó không giải quyết vấn đề. Còn giải quyết vấn đề là sao? Mình phải tư duy, mình phải mời em lên đến một khung cảnh cà phê nào đẹp thì mới giải quyết được vấn đề, bạn hiểu không? Đó, công cụ về công nghệ thông tin nó chỉ là công cụ chúng ta kết hợp tư duy. Rồi cái công cụ thứ hai để tìm kiếm khách hàng đó là gì bạn biết không? Đó là Facebook. Tôi có một fanpage trên 100.000 người. Thì quy định của fanpage, nếu chúng ta có 10.000 người thì nó sẽ có xuất hiện một cái tool miễn phí luôn nha của Facebook, đó là Insight Customer. Chúng ta phân tích hành vi của khách hàng. Khi mà trên cái đó nó sẽ có công cụ, người ta có nhu cầu gì chúng ta gõ vào những cái từ khóa đó thì lập tức trong cái insight nó sẽ cho chúng ta biết là ví dụ như nói về đất nền đi, hay nói về chung cư căn hộ, thì nữ bao nhiêu phần trăm, nam bao nhiêu phần trăm thích cái loại hình đó, và đó là giới dân phòng như thế nào, thì chúng ta dùng cái phần mềm nó hoàn toàn miễn phí. Còn nếu kết hợp với chuyện đào tạo pha có thêm một cái tool, 32 tool nữa, thì bạn dùng cơ sở dữ liệu rất sợ Facebook, cái này Facebook nó cho phép, thì bạn sẽ có database kết hợp với nhân tướng học cũng như là thần số học, nó là tuyệt vời, bảo đảm bạn bán hàng tiền đỉnh sale luôn đấy. Ồ, ngoại thương là có cái bắt trao đẹp vậy. Bắt trao có vị nào đó thôi ha. Ok, rồi đó là hai cái công cụ để chúng ta nghiên cứu thị trường, chúng ta tìm hiểu khách hàng. Rồi có một công cụ tiếp nữa, đó là chúng ta có Zalo. Vậy không? Zalo thì tôi có một phần mềm, bạn biết Zalo ngày trước á, là nó chỉ cho kết nối 2.000, 2.000 số điện thoại, bây giờ nó cho 5.000. Thì bạn thấy nè, một số điện thoại chỉ có một Zalo, nhưng mà tôi có phần mềm một số điện thoại chúng ta có 6 tài khoản Zalo, thì bạn nhân đi 6 nhân cho 5.000 thì chúng ta có 30.000 khách hàng. Cái này bạn phải học chuyên đề về marketing online, thì bạn sẽ phân tích 30.000 khách hàng là bạn ngồi ở nhà bạn phân tích chết bà luôn. Mình là tư tưởng của tôi là gì? Tư tưởng của tôi là làm sếp, làm CEO,
bạn phân tích 30.000 khách hàng đó thì ê Thư em lại đây nói nghe nè, anh tặng cho em 10 số điện thoại và 10.000 khách hàng này nè, em cho đội ngũ em bán đi, thay vì 3% hay 10% đúng không, anh chỉ lấy 2% 100 thôi, nhưng mà lấy nhiều thằng rồi vì em lên em A B C D check là mình ngồi mình phân tích đúng không. Các bạn bán bình thường bạn là cò, còn mình là thuộc dạng đại bàng là mình ngồi chỗ mình phân tích, phải không? Nên là cái mà tập đoàn bất động sản nó cần phải có một cái bộ phận đào tạo và bộ phận A và D, bạn ngồi bạn phân tích thôi, một thằng tính bằng chín thằng làm, mà tôi sẽ tẩy số liệu về. Đó là lý do tại sao bạn có số liệu chứ đâu tiền đâu mà bạn mua, riêng mà bạn đã không mua bằng tiền là bạn đã thắng hơn cái thằng đối thủ kia rồi. À, rồi cái đó là bằng tool, thì cái tool nó rẻ lắm, có 7,5 triệu là suốt đời thôi đấy. Thì trong cái bên viện đào tạo Bách Khoa cũng có phần tool đó, thì bạn sẽ nghiên cứu. Cái này tôi không có marketing nhưng mà cái này là tôi làm hiệu quả nha, nên là tôi chia sẻ với bạn. Rồi cái phương pháp tiếp theo, phương pháp thứ 8 đó là thuyết phục khách hàng giao tiếp. Thì cái này là bạn biết rồi, nó có 19 cái phương pháp, cái này các bạn phải đi học đọc trong sách kế hoạch làm giàu của tiến sĩ Thái Lan Tờ thôi, tôi có chia sẻ trong đây nè, nó có tới 28 phương pháp tiếp cận khách hàng, thuyết phục khách hàng như thế nào đúng không ạ. Thì nãy giờ là tôi cũng chia sẻ với bạn là thần số học nè, DIC nè, rồi John Harry nè, cửa sổ John Harry nè, rồi bạn sử dụng cái bạn sử dụng cái 11 loại khách hàng nè. Nhưng hơn hơn hẳn hết bạn, nếu mà là nhà đào tạo thì là bạn có nhiều hơn những người kia. À, giống như cái fanpage của tôi á, tôi dạy về marketing online đúng không, tôi đâu có cho là lên bảng thuyết trình, tôi nói đây cái bài tập là thầy sẽ để trên fanpage của thầy, tụi em vô nha, mỗi lần vô nhớ like giùm thầy cái là xong đấy. Hồi nãy cái tìm kiếm cái thằng tôi quên nói cái phần YouTube nữa, nếu mà YouTube mà bạn đạt được một chỉ số nào đó thì cái phần phân tích dữ liệu đó, nó cho bạn cái insight khách hàng luôn, nó giống như Facebook vậy đó, nó đến từ quốc gia nào vân vân, thì bạn thấy không kinh khủng không, thời đại số hóa 4.0 thì chúng ta tận dụng được cái ông thầy mà ông biết được cả công nghệ thông tin và kinh doanh thì tuyệt đỉnh sale. À đó, thì tôi chia sẻ bạn thấy, tôi chia sẻ với chắc hết nghề luôn, các bạn bán luôn. Rồi cái phần chốt sale, cái phần thứ tiếp theo là phần thứ 8 là chốt sale, thứ 7 là thuyết phục khách hàng giao tiếp, thứ 8 là chốt sale. Thì chốt sale này tôi có một cái công thức đơn giản, đơn giản nhất là đầu tiên nhất mà dễ hiểu nhất, bình dân nhất, đó là 4B. Mà B đầu tiên nhất là bạn phải làm bạn, mà làm bạn thì sao, đừng có nói chạy vô gặp chị Huy nói chị Huy ơi em mình xếp giao cho em bán hai cái nền, tháng này mà em bán được em đói, vợ em không có cơm ăn, còn con bồ em nhà nó khóc lóc, ví dụ vậy. Bán hàng theo kiểu van xin là không có. Các bạn có nghe cái câu chuyện mà chiến lược bán được cho sư không đó, sư mà làm gì có tóc thì nó bán phải ghét bán được, ông sư ông thấy sao, thấy tội quá thôi tao mua dụng toàn cái lượt đúng không. Thì đó, bán hàng đó là van xin là không chơi đúng không. Thì bắt đầu tiên nhất bạn thấy tôi đi bán hàng đâu đâu có đem tờ rơi theo, mặc dù trong xe hơi tôi có tờ rơi nha, nhưng mà từ từ là bạn trước, uống cà phê trước là cái điện thoại thôi, thậm chí không đem cuốn sổ luôn rồi các bạn, nhưng mà trong xe có cần cần ghi không, ok ghi là em xuống xe em lấy, thậm chí trong xe tôi có mấy anh luôn nha bạn, mấy anh không vậy đấy, tôi anh luôn, tại vì kinh nghiệm mấy lần trước đó là tôi đi tỉnh đó, tìm cái photocopy bây giờ thì dễ rồi, ngày trước đi thì tìm không có nên là sắm luôn ha, máy chiếu có sẵn luôn, nhưng mà bây giờ thì cái đó giảm bớt ha. Thì mình phải là đầu tiên nhất là bạn, thì mình phải hiểu bạn mình chứ, ví dụ như cô Vi là sao, là thích thằng số học, còn cô Linh là sao, thích dạy cho đứa trẻ ABC gì đó, mình phải hiểu thì mình phải làm bạn ha, bạn xong mình bàn về vấn đề gì đó, ví dụ như bàn nãy giờ mình đang bàn về bất động sản, chà bất động sản sao dạo này Covid thì kệ cha nó nhưng mà nó vẫn lên đúng không ạ. À, tại sao lên, mình phải bàn vấn đề đó, giống như mình đá banh đó, mình vô gặp khách hàng đó, thằng kia chọn đội A mà mình muốn đi theo nó mình chọn đội B đó. Trời ơi đá gì mà cũng đá nữa, tao thắng rồi bây giờ anh với tụi cáo, cuối cùng quên mất mục tiêu của mình là gì, mình đi bán hàng. Nên mình mặc dù mình ghét thằng A nhưng mà khách hàng lỡ chọn A rồi mình cũng gán theo, giống như xe tăng đó, gán theo à, gán theo ù ra là đá cũng ghê hết, mặc dù là ở nhà mình đang bắt đầu mình chọn đội B, ví dụ vậy đó. Thì đầu tiên nhất phải làm bạn, mình bàn về vấn đề gì đó, hiện tại thì cái vấn đề gì hot nhất, ví dụ như Nguyễn Phương Hằng là hot nhất đúng không ạ. À, thể trend đó là Google trend đó, rồi cái gì hot nhất nữa, Covid đúng không, là hot đúng không, bạn thử chưa đám đông mà ho tự cái coi
nó chạy liền á. Alo liền đúng không? Rồi. Rồi tiếp tục thì bạn phải làm bạn, tôi đang nói tới chốt sale đúng không? Bạn bàn rồi bắt đầu lúc đó mới xong mới hốt là bán đúng không? Bán xong thì sao? Bỏ chạy không có đâu. Và thêm B nữa là ban. Tôi sử dụng ban này chi cho nó có dần thôi. Nghĩa là ban giao, chúng ta có nghĩa là chúng ta chăm sóc khách hàng, customer care. Đó là cách chơi chữ thôi. Mới mốt thì sao mình sẽ xuất bản thêm một cái nữa là 5B, đang tìm thêm 5B. Coi có B gì nữa không? À. Ví dụ B thì có thể là resell, cái chữ resell á mình dịch thành tiếng Việt là cái gì đi, nghĩa là bán cho nhiều sản phẩm cho một khách hàng, mà nhất là bất động sản nha. Bất động sản các bạn có tin không, cái miếng đất đó tôi bán 8 lần luôn à, phải bán giờ thường đúng không, bán giờ thường xong ví dụ như bán 1 tỷ, cái thường nói anh Toàn gửi là bán cho em đi, bán chị Vi tỷ 2 nhớ cho anh đúng không, rồi xong chị Vi bán cho Linh tỷ 3 và tỷ 3 bán cho bà Thanh tỷ rưỡi, ví dụ vậy. Một miếng đất nó bán hoài à. Nhưng mà bạn thấy á, nếu mà nhìn về mặt kinh tế á, bất động sản nó sẽ không góp phần vào sản xuất, nó không góp phần về phát triển kinh tế nhiều, nhưng nha bạn phải nhớ nha, giống như là phải có nhưng nha, chứ đừng có giống như ông Vũ mà Trung Nguyên nói là nhiều tiền để làm gì mà phải ra tòa cắn xé nhau đây, cái tự nhiên cái thằng mà truyền thông đó nhiều tiền để làm gì cứ nhìn lại. Các bạn nhớ nha, ông Toàn nói là bất động sản nó không có thúc đẩy nền kinh tế, nó không có sản xuất được một sản phẩm gì, nhưng nó góp phần phát triển kinh tế và nó góp phần là sao, giải quyết việc làm. Tôi lấy ví dụ cái nền đó là không, bạn bán 8 là không có, nhưng mà bắt đầu nó xây dựng lên, lập tức là ngành xây dựng, ngành dịch vụ trà đá mía ghim cốc ở ABC nó sẽ đi theo, thì nó góp phần tăng trưởng đúng không ạ. Đấy là cái câu văn người ta phải chơi nguyên từ A tới Z nha, từ A tới Á nha, tự nhiên cắt nửa khúc là không chơi nha. Nhất là vụ ghi ông cắt nửa khúc giống như bà Hằng á, bà gọi cho ông Nghiên á à, đụng tới anh thì ra bây giờ, nhưng mà khúc đó là sao, đang nói tiếp nữa chứ không phải tôi yêu anh à, nhưng mà nó ngắt ngang khúc thì người khán giả nghe thì sao, trở thành tôi yêu anh tôi chào luôn nha. Rồi ông Toàn là ông hay nói nhiều à. Rồi tiếp tục cái phương pháp thứ chín đó là xây dựng hệ thống bán hàng, cái này cực kỳ quan trọng. Thì xây dựng hệ thống bán hàng ngày hôm nay nó sẽ có hai phần, có phần online và phần offline. Online là sao bạn? Online là bạn phải xây dựng hệ sinh thái. Tôi lấy ví dụ như từ tài khoản Facebook của bạn thì phải có 5.000 người, có bao nhiêu người follow. Từ tài khoản Facebook đó bạn có thể tạo ra được 1.500 cái fanpage. Một fanpage thì bạn có rất nhiều khán giả. Ví dụ như tôi là có dự án cho tôi tạo fanpage giống như Google, bạn thấy không? Người ta sao? Một tài khoản nó sẽ cho chúng ta lưu khoảng 15 GB. Như vậy thì nguyên tắc của tôi là sao, một dự án ví dụ như dự án ở Gò Vấp hay là dự án ở đâu, tôi tạo thành một cái Gmail để chi tài liệu của đó đó, tôi quăng lên tài khoản đó, máy tính tôi vẫn có, nhưng mà lỡ mai tôi đi sao, đi nước ngoài tôi lấy, hoặc lỡ mai ra ngoài đường sao, máy tính bị hư có lấy số à, đó là mình sao mình tạo hệ sinh thái để mình giữ được cái tài bài của chúng ta. Rồi thì trên cái tài khoản tôi nói quay lại cái mạng xã hội thì mình có Facebook, thì mình sẽ tạo ra những cái group kín húp mở gì đó, hoặc là một fanpage vân vân, thì chúng ta tạo hàng loạt giống như tôi là từng chuyên đề, tôi sẽ tạo một cái tài khoản, một cái group về Facebook, một cái group về Zalo, một cái group về Viber, ai thích gì em chơi đó à, anh chị hiểu không. Ngoài ra tôi có những cái nhóm gọi là khởi nghiệp quốc gia, rồi nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch gì đó, nói chung tôi tạo ra nhiều group lắm anh chị, nhưng mà thường là mình phải có người quản trị à, lâu lâu mình phải chăm sóc nó, giống như cái con vợ bé ở nhà đó, mình phải chăm sóc nó thì nó mới yêu mình chứ, mình không chăm sóc nó thì đâu có ai là đúng không. Thì nói về cái online thì chúng ta phải có hệ sinh thái, thì lâu lâu mình cũng phải live stream à, giống như bữa nay là tôi thấy vắng bóng nhiều quá, tôi lo làm dự án không à, diễn giả mấy người kia nó diễn giả nhiều quá, bây giờ mình phải lên chứ, mình kiến thức nhiều mà mình phải hâm nóng mối quan hệ đúng không à? Thì mình phải chia sẻ cho đi kiến thức đúng không, nãy giờ là cho miễn phí đâu lấy gì đâu đúng không. Rồi như vậy thì sao, bạn phải tạo hệ sinh thái, thì bạn gồm có Facebook, Zalo, nói chung tất tần tật tất cả các hệ thống trên online, gồm có website ha, website là một chuyên đề khác mốt tôi sẽ nói. Rồi bạn phải viết blog, nếu bạn thấy nè, nếu một người nào đó mà chuyên tâm về sale, bạn thấy có rất nhiều việc để làm không, chứ đâu phải là chỉ có sáng ngày mai xách giỏ đi ra cà phê gặp khách hàng là được đâu, bạn phải có blog. Ví dụ như bạn nói về đất nền thì bạn phải có một chuyên về blogger viết về đất nền, tại sao phải đầu tư đất nền, bạn hiểu tôi nói không, bạn có một blog, bạn bán hàng theo kiểu chuyên gia,
chứ không phải em bán bột ngọt xà bông như, mua giùm em hai hộp xà bông, nếu không thì chiều nay em đói. Không phải là mình bán hai cái đất nền là xong, đúng không? Thì đó là cái chúng ta phải xây dựng hệ sinh thái. Rồi mình phải có trên hệ thống, gõ lên YouTube, gõ lên Google là có ông Đoàn, ví dụ vậy, có bà Vi và có cô Linh, có Thương. Rồi ngoài ra là chúng ta xây dựng hệ thống khách hàng bằng cái offline. Offline thì chúng ta qua những cuộc seminar, chúng ta qua cái cuộc hội thảo, event vân vân, và chúng ta trên cái hệ thống offline đó đó thì bạn bán hàng bằng cách gì ạ? À? Bạn chia nhỏ ra, một mình thì một ngày có 24 tiếng, trừ đi tất cả các thứ thì làm dữ lắm là 10 tiếng, mặc dù là quy định là 8 tiếng, không tôi làm việc tới mười mấy tiếng thì mình cũng phải có thời gian ăn ngủ nghỉ, bồ nhí, bồ lớn, bồ bé, bồ nhỏ, bồ vợ cả, vợ một, vợ hai, tất cả đều cả là vợ, đúng không? Thì bạn nói cho vui thôi, đúng không? Chứ ông Toàn nói thôi chứ còn ít chết cái miệng ông có vậy. Đó thì bạn sao, bạn phải có đủ thời gian thì bạn mới đầu. Nếu mà chúng ta làm hết thì 8 tiếng chúng ta đâu có thời gian, thì bắt đầu bạn phải phân chia đại lý, bạn phải phân quyền. Trong cái quản trị ta lo là người ta nói là chúng ta phải phân quyền. Thí dụ bạn phải tìm một cái chân kết nào đó ở Kiên Giang, mà bạn nó phải gần Kiên Giang. Alo em ơi, Kiên Giang có bao nhiêu cục điện, lấy ví dụ nha, thì bạn nó sẽ trả lời được ở dưới đó có 15 cục điện, không tin anh chúng mình đếm đi, ví dụ vậy. Ở đó có bao nhiêu quán nhậu, ở đó dạ có 103 quán nhậu, có 108 quán cà phê. Ủa anh nhớ 107 mà sao em nói 108, không tin anh chúng mình đếm đi. Thì ý nói là sao, mình phải có giống như phim Tề Thiên các bạn. Tề Thiên á, là đánh quá trời, đánh yêu quá làm sao chốt xe không được, bắt yêu quá là chốt xe. Bạn thấy điện ảnh nó hay lắm, mình làm gì khó khăn là tôi ưa xem phim, là tôi suy nghĩ cái chiến lược ha. À, có nhiều cái bài bài phim hay lắm, thì mình chốt xe hoài. Ủa tại sao tôi xuống Kiên Giang tôi chốt hoài không được ta? Tề Thiên gọi lên, ê thổ địa nghi quái này từ đâu mà? Dạ nó là đệ tử của Thái Thượng Lão Quân, nên là anh đốt hoài nó cháy, tại tối ngày nó ngồi trong luyện đơn không làm sao anh đốt nó cháy. Vậy hả? Vậy được rồi, tôi bay qua Thái Thượng Lão Quân tôi mời ông xuống, ví dụ vậy. Thì giống như chốt xe cũng vậy thôi, tại sao Kiên Giang mình xuống hoài mình chốt không được? Tự nhiên mình đi cà phê với chị Linh cái là em ơi chốt xe nó dễ thôi anh, để em là xong, đúng không? Thì như vậy thì quay lại vấn đề chúng ta là sao, mỗi chúng ta phải tư duy giống như là một CEO, sale mà giống như CEO thì mỗi một nơi chúng ta phải có thổ địa gắm 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 gắm. Cho từ đây mà đi xuống tới Kiên Giang là 4 tiếng, 8 tiếng, 4 tiếng đó, đúng không? Thì chúng ta khi mà chúng ta đi tới đó thì khách hàng nó chạy về nó ngủ mất tiêu rồi, ví dụ vậy. Thì chúng ta phải xây dựng hệ thống, đó là lý do là sao anh, các bạn thấy nè, nhất là trong cái hệ thống mà mỹ phẩm á, nó cũng xây dựng hệ thống rất hay. Bất động sản chúng ta xây dựng sàn rất hay, thì chúng ta có F0, F1, F2, F3, F4 và sàn giao dịch này ABC, nên là bạn vô tư mở sàn, đúng không? Miễn sao là sao, anh là đại ca, anh nuôi em 3 tháng thôi đó, mày muốn nhiêu lương? Thường là tôi phỏng vấn nhân sự sale á, là tôi thường hỏi em muốn nhiêu lương, là thường mấy bạn sale nó ủa sao kỳ ta, vô mấy thằng kia thì nó đòi 7 triệu còn không trả, mà ta em muốn lên 10 triệu nó còn ấy, mà còn anh hỏi người là bây giờ em muốn 50 triệu không? Dạ muốn, đơn giản thôi. Em muốn 50 triệu thì em phải làm sao kiếm về cho anh 100 triệu cộng cho tiền quản lý, tiền này ABC em kiếm cho anh 150 triệu, rồi em muốn 50 triệu, ok. Thậm chí là 10 100 triệu thôi, nhân gấp đôi thôi dễ tính. Thì anh cho em là độ trễ 3 tháng. Đó, em xây dựng đi, em nói em giỏi đúng không? Ok, em xây dựng hệ thống. Đương nhiên là mình không vậy, mà mình phải sao? Ở sau mình sẽ đưa chiến lược mình boost boost sale. Đó, thì cái đó gọi là mới là best seller. Chứ bây giờ mà mình đi ra mà mình đi từng thằng mình đi chốt sale thì rất là khó. Đó, nên là cái ý thứ chín, phương thứ chín đó mà rất phù hợp với bất động sản chúng ta, đó là chúng ta xây dựng hệ thống, đúng không ạ? Chúng ta xây dựng hệ thống này đừng có nhầm lẫn là MLM nha, xây dựng hệ thống bán hàng của chúng ta, đúng không ạ? Từ offline cho tới online đấy, thì chúng ta phải xây dựng từ cái kênh này là tổng đại lý, đại lý cấp 1, cấp 2, 3, 4. Thì các bạn thấy trong mỹ phẩm nó cũng làm như vậy luôn, có giám đốc kinh doanh, thì giờ mình quay lại chúng ta là giám đốc sàn đấy. Rồi sơ bộ như vậy thì thời gian là cũng vừa đủ luôn ha, mình quy định là 21 giờ. Thì thật ra chia sẻ nhiều quá các bạn sẽ không tập trung, thì như vậy thì tôi đã chia sẻ cho bạn khái quát nhất, gọn nhất chính phương pháp đọc vị khách hàng chốt sale ngành bất động sản. Tuy nhiên cũng nhấn mạnh với các bạn rằng chuyên đề này nhiều khi chúng ta phải đi nghiên cứu cả đời, ví dụ như tôi nói là thần số học chẳng hạn, bạn phải nghiên cứu cả đời chứ không phải đơn giản. Chúng ta chỉ ứng dụng một phần level rất nhỏ,
level 0 với level 1 thôi. Còn chúng ta muốn trở thành chuyên gia thì chúng ta đã biết rồi, chuyên gia là gì? Chuyên gia là chúng ta làm gì đó trên 10.000 giờ. À, cứ lấy Nguyễn Thị Vi, Nguyễn Bạch Vi, Nguyễn Ngọc Vi ra, tôi không tính cái tên đó là tự động 10.000 giờ là tôi giỏi. Đúng không ạ? Nhớ liền, đúng không ạ? À, rồi chúng ta làm cái chuyên đề đó thì gói gọn trong vòng 60 phút thì tôi chia sẻ bạn chính cái phương pháp đó. Nếu có điều kiện thì chúng ta sẽ chia sẻ từng chuyên đề, mà nhất là chuyên đề đầu tiên là chuyên đề chúng ta tìm kiếm khách hàng. Đáng lẽ đó là tôi phải xoáy sâu, tôi đẩy cái phương pháp số 1 là tìm kiếm khách hàng lên phương pháp 1. Nhưng mà tôi suy nghĩ là đầu tiên nhất là mình biết được cái tên để mình tìm điểm chung bạn trước. Nên là cái lý thuyết của bài tôi là tôi phải đẩy ngược lên là thành số học trước. Mà bây giờ thành số học đang là cái trend đó. Các bạn hiểu không? Nên là cái bốn cục bài giảng của tôi cố tình sắp xếp như vậy. Cái về khoa học là đầu tiên là bạn phải tìm kiếm khách hàng và nghiên cứu thị trường. À, đó là cái chính phương pháp. Rồi các bạn có thắc mắc gì thì chúng ta cùng giao lưu trao đổi. À, lâu lâu mới gặp nhau, bạn có thể móc hết tất cả kiến thức, hỏi gì cũng được. Ngoài khả năng sale hoặc là IT, tất cả một mình tôi chấp hết. Rồi ok, bạn có thể đặt câu hỏi. Hello, các bạn ngủ chưa? À, em mời chị Ngọc Vy. Ủa, cái này thấy em like trên YouTube luôn hả Thư? Dạ đúng rồi, em đang like trên YouTube. À. Vy thì không có cái phần đặt câu hỏi, là tại vì hầu như những cái kiến thức mà anh Toàn chia sẻ thì Vy cũng có cơ hội đọc và tìm hiểu và cũng gọi là trải nghiệm cùng với nó. Nhưng mà rất là tâm đắc ở chỗ là anh Toàn nhắc đi nhắc lại về cái phần thần số học, nó cái phần mình rất là quan tâm. Và mình thấy rằng về DISC hay là cửa sổ John Rahari, rồi ngay cả nhiều cái phương pháp khác, thì rất là biết ơn vì anh Toàn đã ghi nhận cái công cụ thần số học, đưa lên cái phần chia sẻ đầu tiên trong cái giáo trình, trong cái kế hoạch của anh sẽ giảng dạy và mang cái kiến thức đến cho mọi người. Vì bản thân Vi đối với thần số học là Vi gặt hái được rất là nhiều cái thành công. Ví dụ như là qua đối tượng khách hàng, ví dụ như là lần đầu tiên gặp bạn Hương, nếu như mà mình không biết về thần số học thì mình sẽ nói rằng trời ơi sao cái bạn này bạn nói nhiều quá, tại sao bạn này bạn lại hay cười quá vậy. Hoặc là ví dụ thì bây giờ mình chỉ cần hỏi ok bạn tên gì, dạ em tên là Thương, rồi Vi hiểu rồi, nhiệm vụ của Vi là lắng nghe và quan sát chứ Vi không cần dành nói với Thương. Đó là cái công cụ mà mình cảm thấy thần số học nó mang lại. Và nếu như không lầm là Vi nhớ rằng là lần đầu tiên Vi gặp anh Toàn thì Vi nói rằng anh Toàn ơi anh cẩn thận nha, nhiều người phụ nữ đó, hay đau khổ vì anh lắm đó. Thì hôm nay là qua cái không biết là anh Toàn còn nhớ không, chứ Vi là nhớ, Vi có nhớ nói có nói với anh Toàn. Thì đó là cái công cụ, đó là công cụ thần số học giúp cho mình có thể có những cái gọi là phương pháp, hoặc là biết nói hay là phải tương tác như thế nào giúp cho các bạn sale nâng cao cái hiệu quả, thấu hiểu và chốt deal cho của các bạn. Nên là rất là hy vọng là buổi tiếp tới Vi sẽ có cơ hội chia sẻ kiến thức đến cho nhiều anh chị hơn. Có thể là chuyên đề là nguyên âm. Có thể là chuyên đề là nguyên âm, đó là phần chia sẻ của Vi chứ Vi không đặt câu hỏi. Rồi. Đây, có bạn Linh nè, bạn Linh còn đó hay là thức rồi hay ngủ rồi? Hello. Bạn Linh ơi. Dạ, em nghe đây được hả thầy ơi? Ừ, nói nghe rõ không em? Dạ, nghe rõ ạ. Rồi, em có câu hỏi gì không? Đặt đi. Dạ, mới vừa nghe chia sẻ về những cái cách đột vị và của ngành bất động sản, thì những cái kiến thức đó em cũng có áp dụng vào cái ngành nghề của em, cho nên là để từ từ áp dụng vào cái chuyên đề, những cái chuyên đề khác về bất động sản thì mới có câu hỏi nhiều được thầy ơi. À,
Tức là Ok. tâm lý khách hàng đặc biệt những cái bạn nhỏ rồi nhiều phụ huynh thì tương đối nó ổn, còn đặc biệt khách hàng khi mà mua bán về bất động sản thì em chưa áp dụng bao giờ. À, có nghĩa là cô giáo thôi, Dạ. đi dạy thôi, đi dạy đủ giàu rồi à, đúng Yeah. không? Rồi, ok, em Dạ. giới thiệu với bạn luôn là bạn Linh là một một spot, một chủ, doanh chủ à, bây giờ nó có khái niệm là doanh chủ chứ không phải là À. CEO nữa, doanh Dạ. chủ của một cái trung tâm đó, là chuyên giảng dạy cho các bé mà như là quan tâm tới phụ huynh có khỏe là các bố lên rất là thích rồi. Alo, Dạ à, thì dạ em cũng có nghiên em cứu về à. dạ em cũng có nghiên cứu về những cái mảng đó, mảng nhưng mà thần số học thì mới bắt đầu nghiên cứu ạ. Cho nên là cũng mong là sẽ tham gia được cái buổi chia sẻ đầu tiên của chị Vi để biết thêm nhiều về cái thần số học nhiều hơn ạ. Để áp Ok, dụng cho thì cái lĩnh ở vực của viện đào tạo em. Bách Khoa của trong viện đào tạo mình mà cũng có rất nhiều chuyên gia à, thì bạn bạn Vi thì hy vọng sắp tới sẽ có điều kiện chúng ta sẽ làm việc để chúng ta nghiên cứu sâu về chuyên đề này, còn anh thì nhiều khi tổng hợp à, chuyên sâu thì chẳng bạn có chuyên gia, thì viện của anh có khoảng gần 100 chuyên gia các lĩnh vực khác nhau kể cả nghiệp công nghệ cao, tại vì quan niệm của anh đó là kết nối mà. À, cứ chuyên gia nào giỏi là anh cứ mời về hết làm việc hết, đúng không? Trên cơ sở bài toán chia đấy, như bữa hôm anh chia sẻ rồi đúng không ạ? Đấy, anh em chúng ta đều là open hết, không có gì phải giấu cả, tại vì nhiệm vụ của viện đào tạo Bách Khoa chỉ có ba cái đầu dòng thôi. Thứ nhất là đào tạo, thứ hai là coaching, thứ ba là nhà đầu tư đấy, thì chỉ có ba cái đầu dòng thôi, làm từ đây tới cuối đời đấy. Rồi các bạn có thể chia sẻ và có hỏi gì không, ngoài cái vấn đề về sale, về tài chính, nói chung tất tần tật. Thì chuyên đề hôm nay là chính phương pháp đọc vị khách hàng để chốt sale bất động sản là vậy, nhưng mà bên cạnh đó là chúng ta mở rộng thêm thì do rất nhiều cái lĩnh vực liên quan, thì các bạn có thể hỏi bất cứ lĩnh vực nào cũng được, ngay cả công nghệ thông tin, marketing online bất động sản. Tôi nghĩ rằng là marketing online bất động sản cũng là một cái hay trong cái phương pháp mà số 6, số 7 đó, tôi chia sẻ đó là tìm kiếm khách hàng đó, thì chúng ta dùng phương pháp marketing online sử dụng tool phần mềm của khách hàng. Các bạn có thể hỏi thêm không? Lâu lâu mình nói chuyện cũng phải hơi tiếp tiếp tí xíu nha, chứ mô phạm quá, văn phạm quá, sư phạm quá thì nhiều khi các bạn chán. Vọng là chúng ta sẽ liên liên tục tạo cái chuyên đề cho các bạn. Thì các bạn biết sẵn đợi một số các bạn hỏi thì tôi cũng chia sẻ luôn. Đầu tiên nhất khi mà tôi thành lập viện đào tạo Bách Khoa đó, thì nó không phải tên viện đào tạo Bách Khoa mà tên là V-E-Learning, có nghĩa là định hướng của tôi đầu tiên là tôi đào tạo online. Tuy nhiên cách đây khoảng mười mấy năm, gần 20 năm chứ, thì cái đào tạo online nó không giống bây giờ, thì ngày hôm nay chúng ta chứng kiến rồi đó, online vẫn là số 1 mà, tại vì tôi cầm đèn chạy trước ô tô thôi, nhưng chính vì vậy đó là nó sẽ sao, nó là cái kinh nghiệm cho tôi đấy, riêng về online là tôi ghé sang marketing online là ngon là lương, các bạn hiểu không ạ? À? Nên là chính vì Covid thì trong nguy cơ thì trong nguy nó mới có cơ hội, thì chúng ta sẽ trực tiếp live stream thường xuyên hơn, chứ nhiều khi bây giờ mà không có Covid thậm chí giờ gặp nhau cũng khó đúng không ạ? À? Đấy, rồi chúng Anh ta cứ Toàn đặt ơi, câu hỏi rồi. Nghe bạn ơi, em muốn kết nối với bạn Linh được không? được em, Linh Lúc cũng là nãy trong em hệ sinh thái của anh đó. lúc nãy em có nghe anh Toàn nói là bạn có một cái gọi là trung tâm dạy về những cái kiến thức cho phụ huynh và trẻ em. Thì trong thần số học thì Vi rất là quan tâm về cái vấn đề mà gia đình giúp cho phụ huynh thấu hiểu nhau. Và Vi cũng đã dịch xong một cái cuốn sách đây, Tình yêu của thần số học, đây là sách do Vi dịch. Vi sẽ giao duyên bằng một cách là nếu như có dịp về giúp Kiên Giang thì mình sẽ tổ chức một chuyên đề, đó là người ấy của bạn như thế nào qua thần số học. Tại những cái này
là Vi làm những cái buổi off nhỏ nhỏ trước khi mà không có dịch á, thì mình làm những cái buổi off nhỏ nhỏ giúp cho hai cặp vợ chồng có thể hiểu nhau, yêu thương nhau thì đứa con nó mới hạnh phúc. Tại vì bạn dù sao thì Vi cũng làm sinh trắc vân tay 7 năm rồi, năm nay năm thứ 7. Em làm năm thứ ba à? Rất là welcome đồng nghiệp. nên là hy vọng mình được cống hiến kiến thức giống như anh Toàn nói á, là cho đi là còn mãi, mình cứ gieo hạt kiến thức đi để mình được nhận nhiều kiến thức hơn, giống như hôm nay cũng là được nhận được kết quả kiến thức. Đó là mình Ok, các bạn kết kết nối ha, tôi có gì đâu. Thì đó là một trường thì cũng địa trường Kiên Giang là cũng ở dưới đó mà. Kiên Giang anh cũng có dự án dưới đó, anh cũng thường xuống nghe Kiên Giang. Đấy, Ôi tính thì đang đang suy nghĩ xem coi thứ hai này có à thì thị trường Kiên Giang thì nhớ nhớ em Linh cho nên nó mới có thị trường Kiên Giang nhiều. không có dự án trước Kiên Giang rồi. Không có dự án năng lượng mặt trời và solar farm à, năng lượng mặt trời với nông nghiệp công nghệ cao là anh có trước khi biết em mà. Đúng Đúng chị không? Vy. Đúng Cái rồi. Nói chung này là mình cứ là các gieo, tỉnh thành anh đều đi đến hết rồi. mình Dạ cứ thì gieo duyên hạt kiến thức cho người ta hạnh phúc là mình được hạnh phúc. dạ thì anh nghĩ em thế này nè, anh thế này nè, nên dễ nè. Bây giờ là chúng ta trong cái thời gian dịch thì chúng ta sẽ chia sẻ kiến thức qua Zoom. À, chúng ta đợi hết cái thời gian này cho lắng đọng tí xíu thì mình sẽ tổ chức offline ở dưới. Bây giờ ở dưới các trường đại học anh cũng biết mà, cũng đang có kế hoạch làm, nhưng mà tuy nhiên là cũng hơi gián đoạn tí xíu. Từ đường đại học với cao đẳng thì ở dưới thì có bạn Linh là có trường cao đẳng rồi, thì mình sẽ tạo những up show, talk show nhỏ nhỏ đúng không ạ? Thì anh nghĩ rằng là mình đi với ngọn cờ đi, thì với ngọn cờ viện đào tạo bách khoa đi thì nó sẽ hoành tráng hơn. Ví dụ như ở dưới đại học Kiên Giang cho thầy Khanh thì biết anh quá rồi, thì có thể là mình đi với ngọn cờ là viện đào tạo bách khoa liên hệ với đại học cao đẳng ở dưới thì rất là hay, thì sau đó anh đẩy chuyên gia là Vi xuống. Bởi vậy lý do tại sao chắc phải ký hợp đồng với chuyên gia quá à. Chưa ký với bạn Vi à. Đó là bởi vì rồi mình suy nghĩ là phải. Hôm nào lên văn phòng em sẽ tặng anh Toàn cuốn sách này. À, mấy chuyên gia kia là anh vừa là anh bắt kịp lòng hết á. À, Là bạn phải có chiến lược đi, hôm bữa là anh mình có hôm chiến bữa lược đi em ha. lên mà anh Toàn chưa có, anh Toàn không tặng em cuốn nào hết trơn Toàn. Tại vì á là gấp quá, lo nói chuyện quá, em làm anh bối rối nên anh quên em sách cho tặng em à. Sao đi, nói chung là về sách thì anh cũng viết nhiều thì có gì tặng cho gì đâu, chủ yếu viết sách là để tặng cho vui mà đâu bán đâu. Chị Vi cũng tặng em một cái cuốn đó, em cũng đang nghiên cứu á. Em nghiên cứu bên của bên cũng thần số học với là nhân tướng học ạ. Nhân tướng học thì em đang học với Hồng Quang ạ. Còn bên sinh trắc vân tay thì chị làm cho công chị làm cộng tác với công ty nào ạ? Không, vì chủ doanh nghiệp của sinh trắc vân tay, công ty Là của là tên tên gì ạ? Khám Ê, phá tiềm ok nè, bây giờ nè, alo alo, đồng bào có nghe tôi nói rõ không? Bây giờ mình năng. xoáy sâu vào chính phương pháp đi, còn nếu mà giao lưu thì anh nghĩ rằng là chỗ bạn trợ lý sẽ cho số điện thoại thôi, đơn giản thôi, không có gì cả. Mình nhớ nhớ là Tại phải qua viện vì đào tạo ok rồi. Rồi là giờ tại chúng vì ta hiện quay tại lại thì chuyên chưa đề có hôm ai nay, hỏi. quay lại, đúng rồi, quay lại chuyên đề hôm nay có câu hỏi gì nữa không? Còn nếu không thì chúng Mình ta ốp sẽ ạ. up bên đây, này, ha. Có gì thì chúng ta sẽ liên lạc, trợ lý sẽ cho số điện thoại các bạn với nhau ha. Rồi ok, còn gì nữa không? Còn bạn nào hỏi đâu, có bạn nhanh nè, một số bạn là rất nhiều nè, sao không ai hỏi gì hết vậy? Bạn phát gì nè, nốt 10 của bạn phát gì nè. Rồi các bạn có gì nữa không? Không có thì chúng ta sẽ dừng lại đây ha. Bạn Thương có câu hỏi gì không? Bạn Thương có câu hỏi gì không? Chuyên đề tiếp theo của tiến sĩ Thánh Long Toàn là chuyên đề nào? À, chuyên đề tiếp theo thì các bạn quan tâm tới chuyên đề nào? Tại mình có 150 chuyên đề lận. Thì bây giờ nguồn vốn được không? Bí quyết kêu gọi nguồn vốn hay là nghề CEO? Các bạn
Điều là CEO đã có cần phải nghiên cứu cái đó không? Mình nghĩ là cần luôn đó. Hoặc là chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ Em hành nghề môi giới bất động sản, nghĩ là anh toàn nên hay cho một cái là cho các chăm sóc bạn khách chọn anh hàng. toàn không? À, các bạn chọn ha. Dạ. Thì bữa hổm anh có đưa ra một cái list đó, một cái list các danh sách đó, các bạn chọn chuyên đề nào để mình có mình công tác chuẩn bị, tại vì mình nói chứ các chuyên đề mình đều có hết, nhưng mà mình cũng có hai công tác chuẩn bị, thì lúc đó đó cái bài chia sẻ mình nó sẽ hiệu quả hơn. Nói chung là mình là cô gái đẹp thì mình trân trọng người nhìn đó mà ha. Thì mình phải chọn trước để mình phải review lại thông tin xem coi trong cái thời gian này nó có cái gì phát triển thêm không. Giống như bữa trước là mình đang có là 9 phương pháp đọc vị khách hàng để chốt sale, 7 phương pháp chứ, bữa nay là mình tổng hợp thêm hai cái nữa là thành 9 đó bạn. Đấy, thậm chí sắp tới thì có thể là thành 10 đó, tại vì mình thấy đâu đó 10 hoặc 11 rồi. Tuy nhiên là trong giai đoạn này thì mình nói 9 thôi, sắp tới mình sẽ nói là 12 cái. Thì mình sẽ luôn luôn cập nhật update kiến thức rồi. Rồi, thì mình nghĩ rằng là chuyên đề sắp tới nếu được thì mình chia sẻ về thằng số học đi. Đổi ca sĩ đi, mình làm một show cho. À, nói về thằng số học đi. Thì nghiên cứu như thế nào đó thì mình sẽ sắp tới là thứ ba, thứ ơi. Alo. Sắp tới Nghe là sắp tới thứ ba là sẽ có cái bạn gì giải mã vận vận mệnh bất động sản đúng không? Bạn nè, lưu lắm. 19:30 tối thứ ba sẽ có một chuyên đề đó là liên quan tới bất động sản, đó là giải mã thời vận bất động sản trong năm 2021. Thì Rồi. chuyên đề này sẽ nói Nhớ là về, lưu lòng được không? đúng rồi, diễn giả là Lưu Long, đã có nhiều năm kinh nghiệm trong vấn đề phong thủy, đã làm cho rất nhiều cái tập đoàn lớn giống như Nova và một số cái đối tác lớn trong bất động sản. Đấy, thì sẽ trực tiếp online giao lưu với tất cả các anh chị em. Thì hy vọng là lát nữa Trần Thân sẽ gửi lên cho anh chị em những cái đường link của cái chuyên đề tiếp theo mình cập nhật ha. Và bên viện nội tại Bách Khoa thì có những cái đường link Viber dưới tất cả các bài content á, thì sẽ có một cái link Viber cho cái chuyên đề đó, và trong tương lai thì sẽ cập nhật thêm rất là nhiều đó, nên là anh chị kết nối vào cái link Viber đó để cập nhật thông tin những cái khóa học tiếp theo ha. Rồi, vậy thì Ok. em xin kết thúc cái Thúc ở đây đi chuyên đề. nha. À, chúc Rồi, các anh chị thì có gì thông báo sau. buổi tối vui vẻ nha. Bye Cảm ơn Hương, cảm ơn anh Toàn, Ok, rồi các bạn. Rồi. rồi chúc mừng Dạ, Hương quá nha. rồi, bye bye ạ. À.